xác định các bước toán cuối kỳ thì chúng ta là có các bước bước một là thiết lập các bước toán kết chuyển vt thì vt ở phần trước chúng ta đã hướng dẫn về kết chuyển là phần mềm của tự động và các tài khoản chi phí từ loại 6 và loại 8 và tài khoản doanh thu loại 5 và loại 7 và chúng ta dùng cái hàm là sum fx và chúng ta xác định được lợi nhuận kế toán trước thuế và sau khi chúng ta xác định lợi nhuận kế toán trước thuế thì chúng ta phải lên cái tờ khai kế toán nhập doanh nghiệp chúng ta xác định thuế nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm rồi sau đó chúng ta mới xác định được là thuế nhập doanh nghiệp phải nộp của năm ở đây chúng ta xác định là cái khai từ quý thì chúng ta đang làm tạm là quý và các bước toán kết cuối kỳ thì chúng ta sẽ có lần lượt là kết chuyển về khấu trừ thì chúng ta đã thiết lập sẵn trên là sheet VT và cuối kỳ thì chúng ta đang dùng cái hàm là sum fx thì sum x này, sum x này thì chúng ta sẽ nếu mà kết chuyển các cái tài khoản là chi phí thì chúng ta sẽ kết khối toàn bộ bên tài khoản bên nợ và số tiền phát sinh và chọn cái nghiệp vụ mà chúng ta cần kết chuyển. Và ở đây thì cái nghiệp vụ này là chúng ta là làm tự động trên phần mềm Excel luôn nên chúng ta không cần phải thiết lập lại. Và đối với chi phí thì chúng ta cũng tương tự thì chúng ta sẽ kết khối toàn bộ cái cột dùng hàm sum if, chúng ta kết khối toàn bộ cái cột il là cột chi phí và sau đó chúng ta chọn cái tiêu chí phần tiêu chí là tính giá trị là 632 và là tại cái cột M là 299 và sau đó chúng ta sẽ kết khối toàn bộ cái cột về số tiền phát sinh và lần lượt chúng ta cũng sẽ có doanh thu và chi phí chúng ta đều làm các cái nghiệp vụ tương ứng thì ở đây doanh thu thì chúng ta sẽ có cái nhóm ở trên này và chi phí chúng ta sẽ có cái nhóm ở dưới này và sau khi chúng ta thiết lập xong thì chúng ta sẽ có một cái phần là sum tất cả các khoản về doanh thu và chi phí thu nhập khác và sau đó trừ tất cả các khoản chi phí thì chúng ta ra được lợi nhuận kế toán trước thuế thì chúng ta lợi nhuận kế toán trước thuế chúng ta phần lãi thì chúng ta sẽ là nợ 911 có 4212 và chúng ta cũng sẽ khớp với chi tiêu này là ở đây 40 triệu thì chúng ta thấy bên này là cũng 40 triệu tương ứng và sau khi chúng ta đã hoàn thiện xong thì chúng ta sẽ sang chúng ta sẽ sang cái quyết toán cái sheet là quyết toán nhập doanh nghiệp thì tại đây chúng ta xác định lại cái chi phí và lợi nhuận theo luật thuế và ở đây chúng doanh nghiệp chúng ta sẽ các cái phần các khoản về kết quả kinh doanh. Chúng ta sẽ thấy là 40 triệu này là chỉ tiêu 19 là giá trị lợi nhuận kế toán trước thuế. Và sau đó chúng ta sẽ có các phần cái chín lỗ. Thì ở đây là năm 2016 chúng ta bắt đầu lỗ cho đến năm 20 chúng ta đều lỗ. Thì ở đây chúng ta cái số năm của chúng ta hiện tại là đang 5 năm. Và từ 2016 thì cái hạn 2016 lỗ thì chúng ta được cái chín lỗ tối đa 5 năm thì chúng ta thấy là 2016 đến năm 2021 là mới hết hạn nên rõ ràng là cái phần 2 triệu năm 2016 chúng ta vẫn được chuyển lỗ theo theo luật thế nhà nghiệp là thông tư 78 và thông tư 96 như bình thường và bây giờ chúng ta lỗ 10 triệu thì toàn bộ cái 10 triệu này chúng ta sẽ được chuyển lỗ hết về số số lỗ và tại cột số 4 này và chúng ta chỉ lỗ 10 triệu tương ứng và trong năm không có khoản phạt nào chúng ta bỏ qua cái phần bảng kê những những cái chi phí xuất toán và sau đó chỉ tiêu là 40 chúng ta sẽ có A1 là bằng 40 triệu là những cái toán chức thuế và sau đó chúng ta các cái chỉ tiêu tương ứng và C3 là cái phần chuyển lỗ và sau khi chuyển lỗ thì chúng ta lấy cái 40 triệu trừ đến 10 triệu còn 30 triệu thì 30 triệu này tự động xuống chỉ tiêu là C8 như vậy chúng ta đóng cho doanh nghiệp phải nộp của chúng ta là 6 triệu 951 chúng ta căn cứ chỉ tiêu D1 này chúng ta sẽ quay về nhập liệu chúng ta sẽ nhập tại chi tiêu là nợ 8211 có tài khoản 334 chúng ta xác định số doanh nghiệp phải nộp theo năm hoặc quý và sau đó chúng ta cái phần mềm sẽ tự động tính lại cái lợi nhuận sau thuế của chúng ta là ở cái phần chỉ tiêu tương ứng là nợ 9211 bằng 40 triệu trừ đi 6 triệu thì nó nó còn là 34 triệu đồng và sau khi chúng ta tính toán xong thì chúng ta là hoàn thiện xong về cân đối phát sinh thì phân đối phát sinh chúng ta sẽ thấy rằng là các nghiệp vụ về ngân hàng chúng ta sẽ đối chiếu số dư ngân hàng là tài khoản 112 ở đây là 4 4 tỷ 515 thì chúng ta cũng sẽ đối chiếu với cái sao kê chúng ta số dư khớp với không tức là chúng ta phải đối chiếu sao kê bao gồm số dư đầu kỳ phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ và quan trọng số dư cuối kỳ của chúng ta là nó phải khớp với số dư chúng ta thực hành thì là đối với sau kê ngân hàng và sau đó chúng ta cũng sẽ tiến hành đối chiếu về VT chúng ta thấy số dư cuối kỳ là 93 chúng ta phải sang tài khai VT chúng ta thấy đối chiếu 93 và các cái phần khác về 154 chúng ta cũng ở phần cái chuyển chúng ta đã hướng dẫn cái đối chiếu rồi và kể cả 211 thì chúng ta cũng hướng dẫn đối chiếu tiếp theo là đối với 21, 154 đây các bạn thấy cuối kỳ hiện là 74 là dỡ dàng thì các bạn cũng sang bên đây chúng ta đối chiếu lại là chúng ta có dỡ dàng 74 và giá vốn trong kỳ cũng là cái chuyển cũng như tập hợp chi phí 154 trong kỳ là 524 chúng ta cũng đã có 524 đây và tài sản cố định ngẫu hình và 242 thì chúng ta đối chiếu ở cái phần là 211 là tổng giá trị chúng ta sang bên này chúng ta đối chiếu là 211 cũng như là giá trị khấu hao 66 thì chúng ta cũng xem bên đây 66 và 242 chúng ta thấy đây là giá trị còn lại là 195 chúng ta sẽ ngó, ngó nhanh chúng ta thấy đây 195 thì có nghĩa chúng ta đã đảm đã đúng rồi còn nếu chúng ta ngó mà chúng ta thấy ngày giá trị cuối kỳ đây mà nó lệch cái là chúng ta biết ngay là giá trị nó không khớp và hoặc không chúng ta kiểm tra ở đây chúng ta thấy cứ chữ ok 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 là chúng ta đã tổng hợp là khớp với trên phần mềm vì ở đây phần mềm tự động hết rồi nên chúng ta gần như là cái việc đối chiếu này nó chỉ là lướt qua mà thôi và về phần công nợ thì dĩ nhiên là 31 chúng ta không nợ ai thì đối với chúng ta xem danh mục tổng hợp công nợ bên này chúng ta thấy cũng không nợ ai luôn và chúng ta chỉ còn 165 là tài khoản 131 thì các bạn cũng thấy là 131 trên này 165 và với đầu ra phải nộp thì dĩ nhiên là chúng ta đang không trừ chúng ta không phát sinh phải nộp và thế nhưng bình nghiệp chúng ta đã xác định là đối với tờ khai ở đây chúng ta thấy là 6 triệu chi tiêu D1 là cũng khớp với số tiền chúng ta và thế nhưng bệnh nhân thì rõ ràng chúng ta 4 triệu rưỡi thì chúng ta cũng phải đối chiếu với cái tờ khai quý và bảo hiểm chúng ta chưa nộp chúng ta vẫn còn giữ nguyên và bốn góp chúng ta đã góp đủ và số lợi nhuận sau thuế chúng ta đây là 34 chúng ta kiểm tra trên cái phần là tờ khai về kết quả kinh doanh trên cái phần báo cáo tài chính chúng ta thấy đây là chỉ tiêu 34 sau lợi nhuận kế toán trước thuế và 6 triệu là tương ứng với cái phần kết quả như chúng ta đã tập hợp vấn đây và chúng ta thấy các cái phần dưới này các cái dấu trừ ở đây thì có nghĩa là tổng nợ chưa có là nó bằng nhau có nghĩa chúng ta là kết thúc và nó không có sai bất kỳ chỉ tiêu nào và như vậy là chúng ta đã lên được cái phần báo cáo tài chính thì như vậy trong báo cáo tài chính thì cái bộ tập của báo cáo tài chính là gồm là cân đối phát sinh và cân đối kế toán thì trên đây chúng ta đã có bao gồm cân đối kế toán và cái quả kinh doanh cũng như là lưu chuyển tiền tệ là theo phương pháp trực tiếp và kết toán nhập doanh nghiệp thì chúng ta chỉ có cái sheet này để làm nền tảng để chúng ta sẽ lên cái phần mềm là hỗ trợ kê khai sau này